Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nga đang thu được nhiều tiền hơn từ việc bán dầu với việc cắt giảm nguồn cung của các nhà sản xuất chính đã đẩy giá chuẩn lên cao. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Điện Kremlin đã huy động được 17,1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu thô vào tháng trước tăng 1,8 tỷ đô la Mỹ so với tháng 7. IEA cho biết thêm, giá cao hơn bù đắp tác động tiềm ẩn của việc tổng sản lượng của Nga giảm khoảng 150.000 thùng một ngày. Việc cắt giảm nguồn cung của các nhà lãnh đạo OPEC Cộng đã thúc đẩy đà tăng, đưa hai chuẩn chính này lên gần mức cao nhất trong 10 tháng. Ả Rập Saudi, quốc gia dẫn đầu tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, hồi đầu tháng 6 đã quyết định cắt giảm thêm sản lượng với hy vọng thúc đẩy giá dầu. Ngay sau thông báo của Ả Rập Saudi, Nga cũng cho biết họ sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thô 500.000 thùng một ngày trong tháng 8. Tuy nhiên, quyết định được công bố của Nga liên quan đến xuất khẩu chứ không phải sản xuất. Nga đã tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng một ngày, một biện pháp mà nước này cho biết sẽ duy trì cho đến cuối năm 2024. Kết hợp với việc cắt giảm trước đó, sản lượng của Nga trong tháng 8 sẽ giảm 1 triệu thùng một ngày, nhưng Rostec Energy vào tháng 6 cho biết Moscow giảm sản lượng 400.000 thùng trong tháng 5 thay vì nửa triệu như đã hứa. Trước đó, sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và nhiều đồng minh đã áp lệnh trừng phạt được cho là mạnh mẽ chưa từng thấy lên Moscow. Các biện pháp này cũng đã được thắt chặt trong thời gian qua, từ hạn chế khả năng Nga giao dịch với các ngân hàng trên thế giới, cho tới áp lệnh cấm nhập khẩu công nghệ, tẩy chay các sản phẩm năng lượng và áp giá trần dầu mỏ nhằm ngăn chặn nguồn doanh thu hàng đầu của Moscow. GDP của Ukraine giảm 29% vào năm 2022 khi xung đột nổ ra, nhưng GDP của Nga chỉ giảm 2% vào năm ngoái nhờ nguồn doanh thu lớn từ dầu mỏ và khí tự nhiên sau khi trao đổi với các nước không tham gia vào lệnh trừng phạt của phương Tây. Phương Tây muốn hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nhưng lại không thực sự muốn buộc dầu Nga biến mất khỏi thị trường. Bởi điều đó sẽ làm tăng giá năng lượng ở mọi nơi và phá hủy sự ủng hộ của công chúng với các biện pháp trừng phạt. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã chỉ trích việc Iran hỗ trợ Nga về mặt quân sự nhằm chống lại Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra tuyên bố trên tại Potsdam Đức, nhưng sự kiện trao giải thưởng truyền thông M100 cho phong trào Iran phụ nữ cuộc sống tự do theo chủ tịch ec tehran đã ngược đãi người dân đồng thời giúp nga trong kế hoạch quân sự và khủng bố người dân ukraine bà khẳng định rằng iran đã cung cấp cho tổng thống nga vladimir putin máy bay không người lái uav cảm tử nhằm sử dụng vào các cuộc tấn công nhằm vào ukraine dù bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nga và iran đã mở rộng hợp tác về kinh tế và quân sự tuy nhiên tehran từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của các nước phương tây cho rằng quốc gia này cung cấp UAV cho Moscow để chống lại Kiev. Trước đó, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua với số phiếu áp đảo 3 dự luật trừng phạt nhằm vào Iran, trong đó lần đầu tiên bao gồm lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tên lửa và máy bay không người lái của nước Cộng hòa Hồi giáo. Các biện pháp này sẽ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo tối cao, tổng thống và các cá nhân khác của Iran. Bên cạnh việc trừng phạt lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tên lửa và máy bay không người lái của Iran, Hạ viện Mỹ cũng thông qua hai dự luật khác liên quan tới cáo buộc của Mỹ về vai trò của Iran đối với những sự kiện xảy ra tại khu vực và các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này hồi giữa năm ngoái. Tuy nhiên, để có hiệu lực, văn kiện còn cần phải được Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua. Một số chuyên gia đã cảnh báo động thái có nguy cơ làm phức tạp thêm nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Một ngày trước, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, Tổng thống Biden đã bật đèn xanh cho thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ để đổi lại được giải phóng các quỹ đang bị đóng băng ở nước ngoài. Tháng trước, hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã bắt đầu nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran giúp khôi phục sản xuất nước này lên mức cao nhất kể từ khi các hạn chế được áp dụng cách đây 5 năm. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố báo cáo cho thấy Iran đã giảm tốc độ sản xuất urani làm giàu cấp độ cao trong những tháng gần đây. Trước đây, Iran từng điều chỉnh sản lượng urani để báo hiệu sự sẵn sàng ngoại giao. Điều này đã được cụ thể hóa bằng thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 giữa Iran và nhóm P5-1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức. Tuy nhiên, IAEA và các chuyên gia cũng thừa nhận những trào cản đáng kể trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Truyền thông nhà nước nga đưa tin lần đầu tiên tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinza được máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này đánh dấu sự thay đổi chiến thuật trong cách sử dụng lực lượng không quân của Moscow trong cuộc xung đột hiện nay. Hãng thông tấn TASS của nga đưa tin ngày 4 tháng 9 rằng máy bay Su-34 đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinza trong một cuộc không kích vào các mục tiêu ở Ukraine. Kinza là tên lửa đạn đạo do Nga chế tạo, còn được gọi là Dagger, tên lửa có tầm bắn hơn 2.000 km và đạt vận tốc siêu vượt âm đạt tới Mach 10-12. Kinza có khả năng thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo để né tránh tên lửa phòng không đối phương ở mọi giai đoạn khi bay. Đây là một trong ba vũ khí siêu vượt âm tiên tiến mà Nga đưa vào trang bị từ năm 2018. Hai loại còn lại là đầu đạn lướt Avangard và tên lửa hành trình Zircon. Tên lửa siêu thanh Kinza là một trong những thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Nó thường được trang bị trên máy bay chiến đấu MiG-31K. Kinza có khả năng cơ động cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Quân đội Ukraine cho biết, kể từ đầu cuộc xung đột, Moscow đã nhiều lần tiến hành tấn công bằng tên lửa Kinza vào lãnh thổ Ukraine, nhưng với số lượng ít hơn so với các loại tên lửa khác. Trước đó, các tên lửa Kinza được phóng trên không, chủ yếu từ máy bay MiG-31K, không phải từ máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh hai động cơ Su-34. Truyền thông Nga cũng đưa tin rằng máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và máy bay ném bom chiến đấu Su-34 có thể được sửa đổi để mang tên lửa Kinza. Và vụ tấn công mới đây cũng chính là lần đầu tiên máy bay ném bom Su-34 đã phóng thành công tên lửa Kinza. Theo ông Sid H. Kauso, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London. Việc sửa đổi Su-34 để trang bị tên lửa Kinza là một bước đi hợp lý đối với quân đội Nga. Ông nói với trang tin Newick rằng thành công trong việc sửa đổi này đã giúp cho lực lượng không quân Nga có thể giải phóng các máy bay MiG-31 để chuyển sang hoạt động như những máy bay đánh chặn trên tiền tuyến. Ông nói thêm, với vai trò này, radar tầm xa và tên lửa đánh chặn R-37 của MiG-31 sẽ rất hữu ích như một công cụ để ngăn chặn máy bay Ukraine. Vị chuyên gia này lưu ý, về mặt lý thuyết, hệ thống radar của MiG-31 có thể xác định được tên lửa hành trình của đối phương và hoạt động như một vũ khí chống tên lửa hành trình. Cao Sổ lập luận rằng nếu sử dụng Su-34 làm phương tiện phóng tên lửa thay cho MiG-31, chúng ta có thể thấy MiG-31 trong vai trò phòng thủ nhiều hơn, đặc biệt trong việc đối phó với máy bay và tên lửa hành trình. Moscow ca ngợi Kinza là một trong những vũ khí thế hệ mới không thể ngăn cản, có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phương Tây, việc Nga đánh giá Kinza không thể ngăn chặn là sai lầm và tên lửa này không hoàn toàn bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không như Nga tuyên bố. Chuyên gia quân sự David Hamblin trước đây đã nói với New tất cả các dấu hiệu cho thấy Kinza chỉ đơn giản là một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không với khả năng điều chỉnh hướng bay hạn chế chứ không phải là một vũ khí siêu thanh thực sự. Hamblin nói với New vào ngày 4 tháng 9 hiện tại Nga có số lượng tên lửa Kinza rất hạn chế. Nếu nước này có nhiều phương tiện phóng có thể mang tên lửa hơn, điều đó sẽ mở ra khả năng Nga tăng cường sản xuất loại tên lửa này và sử dụng chúng như những vũ khí thông thường. Theo quân đội Ukraine, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ được một số tên lửa Kinza trong những tháng gần đây. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oletchuk cho biết, Ukraine đã hạ gục thành công tên lửa Kiza được bắn từ một chiếc MiG-31K vào đầu tháng 5 năm 2023. Lầu Năm Góc sau đó cũng xác nhận, hệ thống Patriot do Ukraine vận hành đã đánh chặn một tên lửa Kinza, nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin trên. Ukraine cho biết trong những tháng gần đây, họ đã bắn hạ hơn hai chục tên lửa Kinza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào giữa tháng 5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Kinza dễ bị tổn thương hơn mọi người nghĩ. Điều này có thể là một bất ngờ và gây bối rối cho Nga. Được tích hợp vào máy bay chiến đấu, khả năng đặc biệt của tên lửa đạn đạo Kinza đã đóng vai trò rất quan trọng trong kho vũ khí của Nga ra bù đắp một cách hiệu quả cho những hạn chế trong các khía cạnh khác của lĩnh vực quốc phòng Nga. Đang chú ý đó là sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình, các chương trình của Nga đã tụt hậu đáng kể so với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ, đã đòi hỏi phải có những biện pháp như vậy. Kể từ tháng 12 năm 2017, tên lửa siêu thanh Kinza đã được triển khai hoạt động thử nghiệm trong lực lượng vũ trang Nga. Theo truyền thông nhà nước Nga, lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tên lửa này trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.